sợ bộ đàn thôi chứ không sợ gì hết. Giàu anh em ơi, chẳng hạn bù lại chẳng hạn cái vốn rồi. Nó còn 3 thẻ luôn. Thằng kia thế này nó không quay lại. Thằng này. Còn trong bo mà. Thế nào nó cũng quay lại. Quay lại đây. Thank you.
chỉnh cái thằng nó vô nó hốt mình không? Tiếng súng ở dưới đây. Đứng. Bóp người đây. Đứng. Tới đây. Đâu rồi? Nghe đây mà. Rồi có tiếng xe. Thằng xe nó đi đâu rồi ta? Chưa có phục kiện gì hết vậy. Khi nước ba nó hồi sinh đồng đội nó. À, đi vô nhà. Thiếu máu rồi, chơi luôn. Được, từ chạy mà được à. Thiếu máu rồi. Chạy bạc mạng vậy. Không có gì hết. Mua luôn hết 6 đi. Giàu mà.
mã hai ba chim. Không kịp trở tay. Anh em không kịp trở tay anh em ạ. Đang mua đồ thì ngựa tới, không kịp trở tay. Nghe tiếng bot bắn này nhỉ, tiếng một cái kia bot coi. Im thế, im lặng thế. Coi gì im lặng thế nhỉ. Trên này có ai? Một người. Không có ai luôn. Có khu ở trên này. Đi vào trên kia ta. Vào trên kia chắc đồng hơn. Cái thánh. Vào trên kia khả năng có người cả. What the hell? What the hell? Sao không có ai thế này? Bây giờ nó còn đang ngoài chỗ lâu đài nó lấy thẻ ra. Nghi lắm. Không, mình phải qua khu sự kiện. Có xe kìa. Chung cư có xe. Đi tắt. Cái gì bắn rồi đó. Bắn mình rồi đó. Đi đâu hả cô? Cô solo thật vap luôn à? Cái hòm gì đây? What the hell? Hòm gì đây? Thấy bay bay qua dí 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 dí. Thôi da, trời luôn. Bắn thôi da để mình à. Mình bắn ra để mình lái ngựa, nhiều khi mình chuyển ghế mình cầm súng được. Chứ MG3 không có cầm được. Còn đó dân chơi đó nè, cũng solo đấy. Bởi vậy nó ấy ấy là đầu béo này. Mình đi solo quá mấy cái này mà gặp. Nó nghĩa chủ lâu lâu chủ quan á. Gặp cái thằng cũng solo luôn là dễ đi dễ hẹo lắm. Ê, ok. Ngựa kìa, dí nó luôn. Âm thầm theo nó. Ngày chắc cũng solo luôn. Mấy thằng đi lẻ này nguy hiểm nha. Thấy mình cứ dừng lại nó chơi mình. Chắc lên đây quá. Biết đang cầm khẩu gì vậy?
chạy đây. Lẹ dữ vậy. Bo nhỏ rồi nè. Mời dân bông ngoài đây cũng dễ bị team 4 hấp lắm. Đang bắn nhau ở đâu. Trúng ở đây ta. Đang ở đâu ấy? Đang bò rồi. Thì chống chống là nguy hiểm. Chết rồi. Nguyễn Trâm đi Việt Nam. Ngồi từ đâu đây? Mẹ khu hồi sinh này ta. Cư thì hết rồi, giờ chỉ còn khu bên đó thôi. Khó luôn. Lặng ghê, nó bắn nhau ở đâu á. Ui, đây. Ui, có người. Ui, nó chăm rồi. Trong đó nó xuống dưới kia rồi. Nó chạy xuống đây. Bất kỳ ghế đi đâu ra. Bắn nhau dưới đây. Ui lát. Có đủ con sói.
chỉ còn mới thấy thằng nó chạy lại. Thấy cái bóng nè, nó chạy qua đó mà ta. Còn đâu rồi, con ba nhỏ rồi. Ngồi đó rồi. Để bo, úi trời ơi, bo đầu rồi. Để bo nè bạn. Quyến sói thôi. Còn có hai thằng. Sói đây. Sao mở cửa không được trời? Mình ốp mình chứ mày bằng ốp chặt cầm ốp AWM đồ giờ này bằng ốp sói thôi mở cửa đã đi kiếm còn một 30 kill anh em. Gỡ lại. Cái này cũng đi con sói này cũng giả chết đâu. Mình đi bất ghi ta. Con sói này cũng dễ bị bắn này nha. Nè khói 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 khói. Đó khói khói. Nó đánh lạc hướng mình không? À thính 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 có người không ta à đây 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 chạy chạy mà được. We're the best.